Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yohong Food. Thank you for your watching Yohong Food channel. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu một món canh, đó là món canh bắp cải tôm khô. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có cái đây mình sẽ có 1 kg bắp cải này các bạn. Bắp cải các bạn có thể mua loại tròn, cái đây là mình mua loại trái tim. Cái đây là 2 bắp cải đây khoảng là 1 kg. Đây là mình sử dụng 100g tôm khô, các bạn có thể sử dụng là tôm tươi, tôm khô hay tôm tươi nấu rất ngon đấy các bạn. Cái đây là mình sẽ có là 10g hành. Đối với phần hành thì các bạn có thể cho nhiều hoặc là ít hơn. Nhưng mà mình thích ở canh thì có nhiều hành nó sẽ rất là thơm và ngon. Gia vị chúng ta gồm có cái đây là 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường. Và đây là tiêu. Tiêu các bạn có thể sử dụng là 1 muỗng cà phê hoặc là nửa muỗng cà phê tùy theo khẩu phần ăn cay của gia đình các bạn. Rồi, mình bắt đầu đi vào sơ chế nguyên liệu. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần tôm khô. Đối với phần tôm khô thì mình sẽ cho nước ngập mặt tôm khô các bạn. Mình sẽ ngâm tôm khô trong vòng khoảng là 5 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ chế biến. Đầu tiên mình sẽ cắt bắp cải. Bắp cải thì đầu tiên mình sẽ chế đôi như thế này. Phần đầu hành để riêng các bạn. Sau khi mình cắt xong rồi các bạn, cái này là hành cắt nhuyễn và cái này là đầu hành. Rồi, bắt đầu mình nấu canh. Nước sôi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ vớt bột. Mình thường xuyên vớt bột cho nước ở trong hơn các bạn.
Tiếp theo mình sẽ cho bắp cải vào. Đối với canh bắp cải là mình sẽ nấu trong vòng khoảng 5 phút nha các bạn. Canh sôi rồi các bạn. Và tiếp tục sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm. Tiếp tục mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê tim. Để cho nồi canh mình thơm hơn, mình sẽ cho vào đây là 1 ít hành lá. Rất là thơm luôn các bạn. Mình nấu khoảng 2 phút nữa và tắt bếp đấy các bạn. Canh chín rồi các bạn, bây giờ mình tắt bếp và mình múc ra tô. Canh bắp cải nấu tôm khô đã chín rồi. Nhìn rất là ngon đấy các bạn. Đó, các bạn nhìn. Màu xanh cũng rất là đẹp. Nước canh thì trong vắt. Và bây giờ mình sẽ múc ra tô đấy các bạn. Nước rất vừa ăn, rất là thơm mùi tôm khô, nghe mùi hành, rất là vừa ăn, có vị ngọt ngọt, vị mặn mặn, vị cay cay, rất là thơm ngon đó các bạn. Rồi clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.